thưa quý vị, trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay thì Minh Phi xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để cùng trao đổi và lắng nghe những nhận định đến từ ông Lê Ngọc Khôi, trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân công ty chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC. Vâng, xin chào ông Khôi. Thưa ông Khôi, như vậy là chúng ta đã khép lại phiên giao dịch 2015. Cảm xúc của ông như thế nào khi mà chúng ta trải qua một năm 2015 với những cái điều không mấy dễ dàng trên thị trường chứng khoán ạ? Vâng, mình đồng ý với chị mà năm 2015 thực sự là một năm không dễ dàng cho nhà đầu tư. Rõ ràng nó là một năm rất là nhiều biến cố, index biến động rất là mạnh. Nhưng mà dù sao khi mà kết thúc cái phiên giao dịch hôm nay thì điểm lại thì tôi thấy rằng là thị trường nó vẫn đang có những cái điều tích cực hơn năm 2014. Rõ ràng là chúng ta đã có một cái giai đoạn thị trường tăng trưởng trở lại từ năm 2011. Thì ta đã có 22 tốt hơn 21, 23 tốt hơn 22, 24 cũng tốt hơn và năm nay cũng vậy. Nên tôi vẫn cảm thấy rất lạc quan và cảm thấy cảm xúc lúc này là mình rất là hứng khởi, chờ đợi cho một cái năm mới. Có lẽ là diễn biến thị trường nó cũng khá là phức tạp như năm nay, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn sẽ là tốt hơn năm 2015. Vậy là có nghĩa là đối với năm 2016 thì anh có những cái dự định cũng như là có những cái niềm tin. Đúng rồi. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Rõ ràng năm 2016 thì chúng ta có những cái điều chờ đợi mới. Ví dụ như chúng ta tham gia vào cộng đồng ASEAN, AEC, rồi chúng ta có TPP. Sắp tới đây thì chúng ta có đại hội đảng là cũng quyết định phương hướng mục tiêu hành động cho 5 năm tiếp theo. Ngoài ra thì chúng ta có thêm là thị trường phái sinh và có thêm những cái hiệp định EFTA chúng ta sắp ký. Cho nên tôi nghĩ rằng thị trường năm tới đây nó mở ra cho những cái điều mới mà chúng ta phải quan sát kỹ và hành động cho nó đúng, và cũng như cái diễn biến phức tạp của tỷ giá, của cũng như là các cái tình hình hoạt động cũng khá phức tạp, và tình hình kinh tế khá phức tạp của Trung Quốc chẳng hạn, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tình hình chứng khoán của Việt Nam. Vâng, và ông có dự đoán thêm là những nhóm ngành nào sẽ là điểm sáng trên thị trường trong năm 2016 không ạ? Rõ ràng là điểm sáng trong thị trường trong năm tới nó sẽ xoay quanh những cái liên quan đến hiệp định TPP hay là AEC. Tại vì rõ ràng là chúng ta trong năm tới sẽ kỳ vọng thu hút FDI rất là mạnh. Vì theo thống kê như là 11 tháng đầu năm 2015 chúng ta cũng đã thu hút một cái lượng vốn FDI lớn hơn năm ngoái khoảng có 18%. Vâng. Thì năm tới đây chúng ta cũng kỳ vọng cao hơn. Như vậy thì những cái nhóm ngành mà sẽ được hưởng lợi nó sẽ liên quan đến FDI khá là nhiều. Chúng ta thấy có thể đó là ngành logistics, cảng biển, hoặc là ngành bất động sản khu công nghiệp. Cái tôi nghĩ thứ ba nữa đó là ngành ngân hàng, tại vì trong cái việc lưu chuyển vốn, thu hút vốn FDI thì nó sẽ thông qua ba cái ngành đó. Ngoài ra thì chúng ta phải xem xét đến những cái ngành mà chúng ta được lợi trong xuất khẩu, ví dụ như là ngành dệt may. Tôi nghĩ thì ngoài ra thì còn có một số cái ngành nó có cái đặc thù riêng, nó không hẳn liên quan đến dòng vốn FDI. Nhưng mà ví dụ như ngành bất động sản, tôi thấy cũng có một số doanh nghiệp họ có những cái sản phẩm tốt để mà chào bán trong năm 2015, nên tôi nghĩ nó cũng là những cái lựa chọn tốt. Vâng, và ông có thể chia sẻ thêm cho các nhà đầu tư là từ thời điểm này cho đến Tết Nguyên Đán 2016 thì VN Index sẽ có những cái diễn biến như thế nào? Theo thống kê của tôi thì là trong 5 năm qua thì hầu hết trong 5 năm qua thì tháng 1 thì thị trường tăng điểm rất mạnh. Vâng. Và trong cái nửa phần đầu năm thị trường tăng điểm cũng rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là nó diễn biến của năm 2016 nó cũng diễn biến cũng khá là tương đồng, tại vì các cái dữ kiện mà về kinh tế vĩ mô nó diễn ra cũng khá là tương đồng, nên tôi nghĩ nó cũng sẽ có những cái bước thăng trầm rất là mạnh, và cái việc lựa chọn đầu tư, cổ phiếu đầu tư nó phải cũng dựa trên những cái suy nghĩ tính toán kỹ, hiểu biết về cái tác động của những cái chính sách mới. Có thể chúng ta năm nay có những cái chính sách cũng rất là thay đổi rất là mạnh, ví dụ như là điều hành tỷ giá linh hoạt. Cái thứ hai nữa là sắp tới đây cũng có thể là chúng ta thống đốc Bình cũng có cái phê duyệt về liệu là có cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay không. Mà tôi nghĩ những cái điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là cực kỳ là tích cực đến thị trường chứng khoán. Chúng ta đang ở trước thềm năm mới, năm 2016, thì không biết là ông Khôi có còn điều gì muốn nhắn gửi đến tất cả các nhà đầu tư không ạ? Năm 2016 thì tôi nghĩ là cũng như đã nói thì nó diễn biến cực kỳ phức tạp như vậy, cho nên là bắt buộc khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải hiểu kỹ
cái công ty mà chúng ta đầu tư, và những cái lựa chọn cổ phiếu đó tốt nhất là nó vẫn nên dựa trên những cái nền tảng cơ bản của công ty để mà chúng ta đưa ra những cái quyết định. Tại vì như vậy, như chúng ta cũng đã thấy quan sát năm 2015, không phải nhà đầu tư nào cũng thắng lợi. Vâng. Nhưng có những nhà đầu tư họ thắng lợi rất lớn dựa trên những cái thay đổi chính sách rất lớn. Ví dụ chúng ta thấy như năm rồi thì cái ngành ô tô tăng trưởng rất là tốt vì có những cái chính sách liên quan đến ngành ô tô như là về trọng tải. Thì năm 2016 tôi nghĩ nó cũng tương tự như vậy. Như vậy thì cái quyết định lựa chọn đầu tư nó không phải là nó nằm ở trong cái khu vực mà mình cứ đầu tư là mình sẽ chiến thắng, mà mình phải có những cái lựa chọn sáng suốt. Và tôi cũng xin chúc các nhà đầu tư trong năm tới thì chúng ta đều thắng lợi. Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, vừa rồi là những gửi gắm của ông Lê Ngọc Khôi gửi đến tất cả các nhà đầu tư trong ngày đầu tiên của năm 2016. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các nhà đầu tư sẽ có thêm những cái nhìn tổng quan của thị trường trong những ngày đầu năm mới. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin nổi bật trên bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Một lần nữa Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút để điểm qua những tin tức nổi bật trên bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. 31 tháng 12 2015 là ngày bản thỏa thuận cộng đồng kinh tế chung AEC do lãnh đạo của 10 quốc gia ASEAN ký kết có hiệu lực, đánh dấu sự ra đời của cộng đồng kinh tế AEC. Đây có thể được xem là cột mốc quan trọng trong lịch sử của ASEAN khi mở ra một sân chơi mới với hơn 600 triệu dân, đồng thời thúc đẩy thương mại trong khối thông qua việc hình thành thị trường chung dựa trên sự đa dạng sắc tộc cũng như mức độ phát triển kinh tế khác nhau. Ngân hàng Nhà nước vừa có chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải đảm bảo cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế trước và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm hệ thống máy ATM hoạt động an toàn thông suốt. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải cung ứng kịp thời đầy đủ các dịch vụ thanh toán để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và dịch vụ ngoại hối phục vụ khách du lịch. Như nhiều quốc gia khác, tập đoàn Viettel đã đề xuất cơ quan quản lý có lộ trình tắt mạng 2G để giải phóng mạng 4G trong bối cảnh tài nguyên tần số đang ngày càng khan hiếm. Hiện mới chỉ có Viettel triển khai thử nghiệm dịch vụ 4G tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau khi mưa lớn mang theo một lượng bùn khổng lồ từ những khu vực mỏ bauxit, nước sông ở nhiều nơi tại Malaysia đã chuyển sang màu đỏ. Nguồn nước bị ô nhiễm đã khiến cho cuộc sống của người dân hết sức khó khăn. Tuy nhiên, các lãnh đạo môi trường địa phương vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc này. Chính phủ Bỉ tuyên bố hủy bỏ buổi lễ bắn pháo hoa mừng năm mới tại thủ đô Brussels do lo ngại một số đối tượng sẽ thực hiện tấn công khủng bố vào đêm giao thừa. Trước đó, hai người bị tình nghi có âm mưu tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy ghé thăm trang YouTube của FBNC để có thêm các thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại YouTube FBNC. Và nhân ngày đầu tiên của năm mới năm 2016, Minh Vi và kênh truyền hình FBNC kính chúc cho quý vị khán giả, đặc biệt là các doanh nhân sẽ có một năm mới tràn đầy những vận hội mới, những thành công mới. Đến đây thì Minh Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.